Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung. Tính lễ nghĩa liêm sĩ ánh tuyết lấy chồng thay chị. Con gái nhỏ của Thôi Kính thời nhà Đường từ nhỏ đã hiếu thuận cha mẹ, kính yêu chị gái. Câu chuyện nàng lấy chồng thay cho chị mình càng khiến mọi người thêm kính phục. Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho cha mẹ của con được khỏe mạnh bình an, phù hộ cho chị của con được hôn nhân mỹ mãn. Thưa tiểu thư, trời không còn sớm nữa, chúng ta hãy mau trở về đi ạ. Lão gia và phu nhân chắc đang lo lắng. Tài nghệ của con gái ta đã cao hơn đứt đây rồi, nhìn y như thật vậy. Mẹ, xem mẹ nói kìa, sao con có thể thêu đẹp bằng mẹ được chứ? Con hơn cha, trò hơn thầy, hậu sinh khả úy. Lời này quá không sai mà. Mẹ à, mẹ ngồi đi. Ánh Nguyệt à, mẹ không ngồi đâu, mẹ còn có việc. Con hãy thêu tiếp đi. Lão gia, ông xem Ánh Nguyệt nhà ta đã lớn rồi đó, phải chăng đã đến lúc tính đến việc hôn sự của con rồi sao? Ánh Nguyệt đã bao nhiêu rồi? Hay, ông xem ông làm cha kìa, còn 2 tháng nữa là tròn 18 rồi còn gì. Cũng đến lúc tìm nơi gả chồng cho nó rồi. Để tôi nghĩ cái đã. Con cần nghĩ nữa sao? Chẳng phải đã có sẵn rồi ư? Có sẵn rồi sao? Đúng vậy, bộ ông quên rồi à? Lý công tử còn có Lý Viên Ngoại lớn hơn Ánh Nguyệt 1 tuổi. Chẳng phải là vừa khéo hay sao? Huống hồ ông và Lý Viên Ngoại lại là bạn thâm giao. Ánh Nguyệt và Lý công tử cũng được xem là thái bái trúc mã rồi. Phu nhân không nói chắc tôi cũng quên rồi. Đúng vậy, Lý công tử nho nhã đa tài, cùng với Ánh Nguyệt nhà ta rất là xứng đôi. Có điều không biết người ta có đồng ý hay không. Đồng ý mà. Lý phu nhân hay ngày trước đến nhà chúng ta chơi để nhắc đến việc này, bảo ông và tôi hãy bàn tính việc này đi. Nếu ông đồng ý thì nhà bên kia sẽ qua dân xính lễ. Việc này vậy hãy tính như vậy đi. Lão gia, ông ăn thử một miếng nào. Là Ánh Nguyệt tự tay làm đó. Ngon lắm. Ánh Nguyệt nhà ta càng lớn càng hiểu chuyện. À đúng rồi, sao con nhìn thấy Ánh Tuyết vậy? Nó đi hồ Quan Âm cầu phúc rồi. Lão gia, ông ăn đi, tôi vào trong xem một chút. Được rồi. Thưa cha, thưa mẹ, con đã về. Thưa cha, người lúc nãy là ai vậy ạ? Không có gì, là dì Công thôi. Cha, mẹ đâu rồi ạ? Ủa, Ánh Tuyết, sao giờ con mới về? Thưa mẹ, con xin lỗi, lần sau con sẽ về sớm hơn. Cha giận con sao? Đều là Ánh Tuyết không tốt, lần sau con sẽ không làm cha giận nữa đâu. Cha con không phải giận con đâu. Vậy cha giận ai vậy mẹ? Không phải là chị con chứ? Chính là chị của con. Chị của con? Mẹ và cha vừa bàn đến hôn sự của chị con. Hôn sự sao? Có phải là Lý công tử không? Thật là tốt quá. Con biết rồi, cha không đành lòng gả chị đi lấy chồng nên mới không vui đúng không ạ? Cha ơi, có phải vậy không? Cha đừng có buồn, chị đi lấy chồng rồi, chẳng phải còn có con sao? Huống hồ chị vẫn có thể thường trở về thăm cha mà. Ông nó, ông xem ông kìa, sao mà mặt mày khổ sở như vậy? Gả con gái có phải là việc gì xấu đâu. Được rồi, thời giờ không còn sớm nữa, Ánh Tuyết con hãy về phòng ngủ đi. Cha, mẹ, hai người hãy nghỉ sớm đi ạ. Con gái xin cáo lui. Mẹ,
Em à, em chậm lại, đi chậm chút nào. Chị ơi, chị xem hoa cúc đẹp chưa nè? Đúng rồi, những đóa cúc này là do em trồng cho chị mà. Chị ơi, chị ngồi đi. Thưa tiểu thư, mật đã mài xong rồi. Ngói phủ màn sương mới trong đêm, thêm tàu chuối gãy lá sen nghiêng. Đây chẳng phải là bài vịnh cúc của Bạch Cư Dị hay sao? Đúng rồi. Mái đông chỉ có chùm hoa cúc. Mái đông chỉ có chùm hoa cúc. Em à, câu cuối cùng là gì nhỉ? Ây da, em cũng không nhớ ra nữa. Chị à, chị đợi chút, để em qua thư phòng của cha ra xem sao. Để ở đâu nhỉ? Hóa ra là ở đây. Ủa? Tờ giấy này sao lại ghi là nhà họ Cát nhỉ? Không lẽ cha đã đồng ý gả chị mình cho nhà họ Cát hay sao? Ông đó, ông xem ông kìa, mặt mày khổ sở gì vậy? Gả con gái có phải là việc gì xấu đâu. Cha làm như vậy nhất định có điều uổng khúc. Nhưng mà chị gái sẽ ra sao? Em ơi, chị. Em à, không cần ra nữa đâu, chị nhớ ra rồi. Em xem, câu sau cùng là chẳng lạnh sáng ngày nở rất xinh. Chữ của chị viết thật là đẹp. Em à, em bị sao vậy? Không có gì đâu ạ, chắc là lúc nãy đi đường gấp gáp đó mà. Chị ơi, chị hãy yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ cách để dì được hạnh phúc. Tiểu thơ à, tiểu thơ nhìn giống như một vị công tử tuấn tú đó. Từ giờ trở đi ta không phải là tiểu thơ, em phải gọi ta là công tử mới được. Dạ tiểu thơ, à không, dạ công tử. Chúng ta phải lên đường rồi. Tiểu thơ à, cố lên một chút đi. Đi thêm vài dặm nữa là đến thành Ký Châu rồi. Chẳng phải đã nói với em rồi sao? Không được gọi ta là tiểu thơ mà. Lại quên nữa rồi. Nhưng mà nơi đây không có một bóng người, ai mà nghe được chứ? Hey, đến xem đi. Coi hàng đi. Hay, hay lắm. Hay thật đó. Xin hãy làm chút việc thiện, giúp con với. Xin giúp con, xin làm chút việc thiện. Em gái à, đứng lên nào. Cảm ơn công tử. Đừng khách sáo. Ăn cướp. Hả, ăn cướp. Chú vị huynh đệ, túi tiền này có phải là của các vị không? Đúng rồi, là của tiểu công tử nhà chúng tôi đó. Cảm ơn nhân huynh đã giúp đỡ. Không dám, không dám. Thật tiếc đã để tên ăn cắp chạy mất rồi. Hiện đệ à, ta có việc xin đi trước một bước. Cảm ơn công tử. Sau này nếu có duyên sẽ gặp lại. Công tử đi từ từ. Hiền đệ bảo trọng.
Em thấy vị công tử này tướng mạo đường đường, là người trượng nghĩa, thật là xứng đôi với tiểu thơ đó. Không được nói năng linh tinh, chúng ta còn phải mau đi đến các phủ nữa. Thưa lão bá, tôi đến tìm các lão gia. Lão gia đi ra ngoài rồi. Vị đại thiếu gia có nhà không? Thiếu gia và lão gia cùng đi ra ngoài rồi. Vì khi nào họ trở về hả? Lão gia nói trước ngày thành hôn của thiếu gia, ngày 15 tháng 8 mới trở về. Thôi công tử, xin đừng ở ngoài nói chuyện, xin vào vào trong nhà. Cảm ơn lão bá, chúng tôi còn có việc, không làm phiền ạ. Vậy được rồi, không tiễn. Công tử đi từ từ nhé. Cha, con mời cha uống nước. Cha, gần đây cha luôn luôn buồn bã, có thể nói với con được không? Không có gì đâu, cha rất khỏe. Cha, con hãy lui ra trước đi, cha muốn ở một mình một chút. Lão già, ông đến nghe đây nè. Hình như nhà nào đó đang rước dâu. Rước dâu à? Hôm nay là ngày mấy vậy? Hôm nay là Tết Trung Thu 15 tháng 8. Chẳng phải đã nói rồi sao? Tối nay cả nhà chúng ta cùng ngắm trăng mà. Ngày 15 tháng 8 là ngày rước dâu mà. Lão già, ông nói gì vậy? Rước dâu gì? Là họ đó, họ đến rước dâu. Rước dâu? Ông nói có nghĩa là họ đến rước ánh nguyệt nhà chúng ta sao? Đúng vậy. Sao ông không nói sớm? Khi nào nạp sinh lễ cũng không nói với tôi một tiếng vậy? Việc lớn như vậy, sao tôi không biết vậy? Cũng may là đầu nữ trang đi lấy chồng của con gái, tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi. Tố Nhi à, Tố Nhi, mau bảo đại tiểu thơ đến đây. Thưa phu nhân, đại tiểu thơ sắp kết hôn à? Đứa trẻ này thiệt là sắp làm cô dâu rồi, còn không lo hay sao? Mau đi giúp đại tiểu thơ chải đầu trang điểm đi. Dạ. Tố Nhi, em làm gì mà gấp gáp vậy? Phu nhân bảo em đi tìm đại tiểu thơ. Không cần tìm đâu, con đến rồi đây. Ánh Nguyệt à, nhà họ Lý đến rước dâu rồi đó. Mẹ à, không phải nhà họ Lý đâu. Không phải nhà họ Lý, vậy là nhà nào? Là nhà họ Cát, Cát gia. Ánh Tuyết, con... Thưa cha, danh sách quà xin lễ cha để trong thư phòng, con đã nhìn thấy rồi, con cũng đã đến các phủ luôn rồi. Ông nó, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ánh Nguyệt, cha xin lỗi con. Cha, cha đừng nói như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ây xa, đều là do lời nói chơi cách đây 10 năm trước. Lời nói chơi à? Đúng rồi, 10 năm trước cha và trưởng sử Các Mậu ở Ký Châu cùng dự yến tiệc. Lúc đó rượu vào có nói chơi một câu, đồng ý gả con cho nhà họ đó. Nào ngờ 10 năm sau, nhà họ Các thực sự muốn đến cầu thân. Cha ơi, sao cha lại hồ đồ như vậy? Cha quên chị con và Lý công tử là thanh mai trúc mã sao? Anh Tuyết, không được vô lễ với cha như vậy. Mẹ ơi, nhưng lời cha nói có phải thật sự không? Mẹ, con không lấy chồng đâu. Anh Nguyệt, con đừng khóc, để mẹ làm chủ cho con. Lão già, Ánh Nguyệt không thể lấy chồng, chúng ta hãy trả sinh lễ về đi. Trả về ư? Nói dễ dàng như vậy sao? Các Mậu là cấp trên của tôi, không thể đắc tội được đâu. Thôi kính ta từ bé, bụng đầy thi thư, cũng là quan phụ mẫu mà. Ông nó, việc đã đến nước này, lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy rồi. Mẹ, con không lấy chồng, con không lấy chồng đâu. Anh Tuyết à, con hãy đưa chị về phòng trước đi. Chị ơi, chúng ta về phòng trước đi. Con không lấy, con không lấy chồng đâu. Ây da, lão già, sao ông lại hồ đồ như vậy? Ông làm như vậy là sao? Chị ơi, xin đừng như vậy, cầu xin chị đó. Nào hãy uống nước đi chị. Ánh Nguyệt. Cha ơi, cha, con không lấy chồng, con không lấy chồng đâu cha. Ánh Nguyệt à, con, mẹ là mẹ của con không nhận ra mẹ sao? Ông nó, ông mau đến đây xem, xem con gái bị sao rồi nè. Cha ơi, con không lấy chồng, con không lấy chồng đâu cha. Ánh Nguyệt à, Ánh Nguyệt à, điều cho cha không tốt, cha có lỗi với con. Cha, mẹ, bây giờ khóc cũng vô ích thôi, hãy mau nghĩ cách đi. Còn có cách nào nữa chứ? Cha, lời nói đùa của cha đã thành sự thật. Cha nỡ nào nhẫn tâm chia cắt cuộc hôn nhân tốt đẹp của chị con sao? Cha cũng không nhẫn tâm để chị con kết hôn như vậy đâu. Nhưng mà lúc xưa cha đã đồng ý với nhà họ Cát rồi. Nói lời phải giữ lời thôi con. Cha, con nghĩ nhà họ Cát nên biết là quả dưa bị hái ép sẽ không thể ngọt được. Dù sao họ cũng là nhà quyền quý, họ nên là người hiểu rõ sự lý. Chi bằng cha hãy đến nhà họ Cát một chuyến, thuyết phục họ từ hôn đi. Không được đâu, xính lễ đã nhận rồi. Huống hồ họ làm như vậy là giữ tròn chữ tín, không thể trách họ được. Con gái à,
Đừng sợ, mẹ ơi. Dù thế nào mẹ cũng sẽ không để con đi đâu. Hãy mau đi báo với lão gia nhà các anh, công tử và chúng tôi đến đón nương tử đây. Con dâu đã trang điểm xong chưa? Bà đợi chút. Tốt rồi, tốt rồi, tôi sẽ đi thông báo với lão gia. Lão gia, bẩm lão gia. Ta biết rồi, người hãy đi ra ngoài ứng phó trước đi. Có chuyện gì hãy quay lại đây, bẩm báo. Đi mau đi. Dạ lão gia. Lão gia, người đến rước dâu đã đến trước cửa rồi. Anh Nguyệt ra sao rồi? Còn ra sao nữa, tóc suốt thôi. Lão gia, ông đừng lo lắng, để tôi đi khuyên con lần nữa. Con không lấy chồng. Ánh Nguyệt, sao con cứ nói câu đó vậy? Chị ơi, con không lấy chồng. Ánh Nguyệt, con không lấy, con không lấy, con không lấy. Chị ơi. Thưa lão gia, những người đến rước dâu đã đợi sốt ruột rồi đó. Người hãy ra ngoài trước đi. Lão gia, việc này. Phu nhân, thưa phu nhân, không xong rồi. Lão gia, lão gia ngài tự dẫn rồi. Lão gia, mẹ, cha. Ánh Tuyết, cha còn đâu? Mẹ, cha ở đây. Ông đó. Phu nhân à, là tôi không tốt, nhưng tôi thật không còn cách nào nữa. Một đằng không thể thất tính, một đằng không muốn con gái mình mất đi hạnh phúc. Nhưng mà ông để lại mấy mẹ con chúng tôi, thì chúng tôi làm sao mà sống đây? Con không lấy, con không lấy. Tiểu thơ, con không lấy, con không lấy. Thưa cha mẹ, con đã nghĩ ra một cách tốt đẹp này. Là cách tốt đẹp nào vậy? Con sẽ lấy chồng thay cho chị. Lấy chồng thay chị à? Anh Tuyết à, có phải con lo lắng đến phát điên rồi không? Mẹ chỉ có hai đứa con gái các con, chị con đến như vậy, lẽ nào con lại như vậy? Mẹ làm sao mà sống đây? Mẹ ơi, cha gặp chuyện khó xử, con gái phải đem thân ra cứu là chuyện đương nhiên. Chỉ cần cha mẹ được bình an, cho dù con phải làm nô tì cho người ta thì có đáng gì đâu chứ. Huống hồ nhà họ Cát cũng là gia đình danh gia vọng tộc, có điều gì xấu hổ đâu chứ. Chị đã không đồng ý, vậy hãy để con lấy thay chị là được rồi. Việc này Ánh Tuyết à, nhưng mà biết ăn nói thế nào với nhà họ Cát đây. Cha năm xưa ước định hôn sự không có nói rõ sẽ gả đứa con gái nào, cho nên nếu cha gả con cũng không xem là vi phạm lời hứa mà. Điều này cha mẹ xin đừng lo lắng. Giờ lành đến rồi, xin mời tân nương lên kiệu. Anh Tuyết, cha, mẹ, con đi đây. Nhị tiểu thơ, người Tuyết, người Tuyết thật là đẹp. Mặc dù sinh mạng của người Tuyết rất ngắn ngủi, nhưng nó có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, nên trong lòng của nó sẽ rất vui. Cha ơi, vì sao người Tuyết luôn cười ha ha vậy? Mặt trời lên nó sẽ bị tan chảy mà, nó không sợ sao ạ? Mặc dù sinh mạng của người Tuyết rất ngắn ngủi, nhưng bởi vì nó đem niềm vui đến cho người khác, cho nên trong tâm của nó rất vui. Hy vọng Ánh Nguyệt và Ánh Tuyết của cha mỗi ngày đều vui vẻ như chú người Tuyết nhỏ này vậy. Cha, người Tuyết, em gái. Chị ơi, em gái. Chị, Ánh Tuyết sau khi được gả vào nhà họ Cát, nàng hiền hòa tốt bụng, còn Cát Hút thì kiêm đủ đức tài, sau này làm quan đến chức tể tướng,
cuộc hôn nhân mỹ mãn của họ là một điển phạm về phu quý phụ dinh. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
lâu.